Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiến sĩ giải phóng quân, một người có mặt tại mặt trận Tây Nguyên với những trận đánh rất nổi tiếng, một chiến sĩ của trung đoàn 66. Chúng ta cũng biết là 66 có hai trung đoàn. Vâng, cựu chiến binh Đặng Thái Hòa của trung đoàn 66 sư đoàn 10 mặt trận Tây Nguyên. Em chào anh. Vâng, xin chào Hải Yến. Dạ, trước hết thì em xin cảm ơn anh. Và sau đây thì xin mời anh giới thiệu về mình với khán giả và câu chuyện mà anh muốn chia sẻ. Lời đầu tiên, chúc sức khỏe Hải Yến và gia đình Hải Yến mạnh khỏe và hạnh phúc. Chúc khán giả, chúc toàn thể cựu chiến binh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và gia đình may mắn nhất. Tôi rất vinh dự là được là người lính của Tây Nguyên mà trải qua những năm tháng chiến đấu. Hôm nay qua Hải Yến đã cho chúng tôi thể hiện những cái tâm tư tình cảm của một người lính Tây Nguyên. Anh Hòa ơi, anh Hòa là đi bộ đội năm nào anh? Tôi đi bộ đội năm 1971. 1971. Khi đi là anh quê ở đâu ạ? Quê tôi ở một cái vùng thuần nông, quê của huyện Bình Giang, Hải Dương. Anh Hòa đi năm 71, có nghĩa là anh sinh vào khoảng... Tôi sinh năm 1954. Dạ. Đấy, tôi rất là vinh dự là được sinh ra vào lúc chiến thắng Điện Biên gần kết thúc. Dạ. Tôi sinh mùng 4 tháng 4 năm 1954, thì đến mùng 7 tháng 5 năm 1954. Thì mẹ tôi có nói là tôi sinh trước Hòa Bình được 1 tháng, trước giải phóng Điện Biên 1 tháng. Dạ. Cho nên tôi tên là Hòa. Đấy. Thái Hòa. Thái Hòa, tôi là Đặng Thái Hòa. Dạ, dạ. Khi mà đi vào trong đấy thì anh có nhớ cái trận đầu anh tham gia nó như thế nào không ạ? Tôi thì có nhiều những cái kỷ niệm của các trận chiến đấu ác liệt cũng có và chiến thắng cũng có. Nhưng cái kỷ niệm đầu tiên của tôi vào chiến trường thì thưa với các đồng chí đồng đội và thưa toàn thể cựu chiến binh của quân đoàn 3, thì cái trận đầu tiên là một cái việc hết sức tình cờ, là tôi ở trên rừng. Khi vào đến Tây Nguyên là khoảng tháng 10 năm 72, vì tôi ốm trên rừng mà, cho nên đến tháng 10 tôi mới vào, thì được đồng chí Tạ Ngọc Oanh, lúc đó là tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7 trung đoàn 66, lên nhận tôi về, và anh có nhận tôi về làm trinh sát cho anh. Thế thì về nghỉ ngơi được khoảng 1 tuần thì tôi đi trinh sát cùng anh Oanh. Đấy, thế thì đi trinh sát cùng anh như vậy thì lần đầu tiên tôi gặp địch ở một tình huống hết sức là éo le. Tức là tôi đi trước, phía tôi, trước mặt tôi là khoảng 100 mét thì có một ụ mối. Tôi đi, tôi lép người vào ụ mối, tôi lên tôi ép người vào ụ mối, thì tự dưng là người tôi thấy lạnh hết tóc gáy, thì tôi làm ép vào đó. Thì một lúc sau tôi hổn hển, tôi không đi được nữa. Thì khoảng một lúc sau thì thấy một cái tên ngụy nó ra, nó bổ cái cuốc Mỹ này, bập bập bập. Tôi còn nghe tiếng cái óc của cái cuốc Mỹ nó bập bập vào nhau. Hai cái miếng sắt nó ập bập bập. Thế thì một tí sau thì thằng ngụy đó là vén quần nên là ngồi vệ sinh. Đấy, nó như thế. Thế thì tôi hoảng quá vì lần đầu tiên tôi gặp được, tôi hoảng quá. Tôi bò như một con rắn xuống chỗ đồng chí Oanh, vì đồng chí Oanh lúc đó là còn ngồi phía tao tôi khoảng 150 mét. Thì xuống đó là đồng chí Oanh tiểu đoàn phó và 2 đồng chí trinh sát nữa là để tiểu đội trưởng và tiểu đội phó, và lúc bây giờ mỗi mình tôi là chiến sĩ thôi. Đấy. Thế thì các đồng chí bảo mày bị tinh thần rồi, không có đâu. Cái ô này là trung đoàn báo cho ta là chưa có địch. Thế tôi khẳng định là không, khẳng định với các anh có địch rồi, các anh lên xem. Thế tôi lại dẫn các anh lên xem, thì quả nhiên lúc đó, cái thời gian rất nhanh, thì quả nhiên lúc đó là thằng ngụy ôm quần áo lên là vác súng là đi vào. Thế là đồng thời anh Oanh với lại mấy lại 2 cái đồng chí tiểu đội trưởng, vì tôi mới vào tôi không nhớ tên nữa, 2 đồng chí tiểu đội trưởng đối phó và tôi là vội vàng là về luôn. Về thì anh Oanh bố trí một đại đội một, Mà sau này tôi lại xuống đại đội 1. Xuống cái đại đội 1 thì anh ấy đưa một đại đội 1 ra, lúc ấy đại đội khoảng độ 45 người thôi, 45 tay súng thôi. Thế thì ra anh ấy dùng hai khẩu cối 81 anh ấy kích vào. Sau đại đội 1 xung phong lên. Thế thì xung phong lên, đại đội 1 xung phong lên thì thấy có ba cái hầm cảnh giới. Thế là bắt đầu lộ mục tiêu, thì phía trong nó bắn cối, bắn pháo ra, rồi các loại súng của thằng Ngụy nó bắn ra, thương vong gần hết đại đội. Thì ra sau đó về trung đoàn mới khiển trách anh Oanh là do lắm địch không vững, cho nên là phía trong mới là địch. Như vậy qua trận đó mới nhận định là cái bám địch chưa chắc, mới bám được ba cái hầm cảnh giới dâu tôm thôi. Thế là cái tiểu đoàn địch trong nó nã cối nã pháo, thương vong gần hết một đại đội. Đấy, nói như thế, báo cáo đồng chí là lần đầu tiên mà tôi cứ nhớ mãi trong đời. Nếu như tôi chỉ đi cần khoảng 10 phút nữa thì chắc là tôi bị bắn trúng được, vì đúng cái hầm cảnh giới mà. Đấy là tôi không hiểu là cái nói đến bây giờ nói với các đồng chí là nó là số hay là nó là một cái linh tính thì tôi không biết, nhưng đấy là lần đầu tiên gặp địch. Đấy là trận đầu tiên. Trận đầu tiên, đấy là đây cũng nói với các đồng chí cựu chiến binh của chúng ta là lần đầu tiên gặp địch là hoảng sợ lắm các đồng chí ạ. Nhưng mà nói là bị ấy ra quần là không có, mà nó hoảng sợ thôi. Và lúc đó mọi động tác lúc đó phải hết sức khéo léo và mau lẹ. Đấy. Tôi bò như hình tác là tôi nhớ vẫn như ngày hôm qua, vẫn linh nghiệm, tôi bò như một con rắn bò dưới đất như thế nào thế, và không có tiếng động. Đấy, nói như thế ông chị, lần đầu tiên tôi gặp tình như thế. Như thế là anh cũng sợ vừa phải, cũng sợ vừa phải và cũng xác định được, Thứ nhất là đang còn tỉnh táo, Thứ nhì là đang còn điều hành được hành vi của mình. Chứ nếu mà sợ quá là không phản ứng được. Mà không phản ứng mà chạy này chết, cho nên là phải mà thấy là mình vẫn giữ được bí mật, mà thằng Ngụy vẫn chưa phát hiện được ta. Đấy, chứ lúc đó mà không bình tĩnh mà đứng lên chạy là chết, nó bắn mình chết. Thế nhưng tôi phải bò như một con rắn bò xuống cái chỗ anh Oanh. Mà anh Oanh lúc bây giờ mới là hai đồng chí tiểu trưởng đội phó, là các đồng chí cách chúng tôi khoảng 150 mét. Đấy, thì xuống đấy bàn với các anh, sơ qua một tí thôi, để các anh cũng nhanh chóng, các anh lên cái chỗ tôi theo dõi luôn, để các anh cũng chứng kiến là thằng Ngụy đã ôm quần áo và lên vào phía trong. Đấy, thì báo cáo với lại các đồng chí với lại Hải Yến là như thế. Sau đấy những cái trận tiếp theo của anh mà anh, tức là chắc chắn trong cái thời điểm mà đi bộ đội vào năm 71 ấy, vâng, thì mặt trận rất là khốc liệt, đánh những trận lớn nhiều, và lại mặt trận Tây Nguyên nữa. Thì anh có thể chia sẻ những cái trận đánh mà bây giờ anh còn nhớ được, hoặc nó có rất là có nhiều ấn tượng đối với anh, hoặc nó là một trong những cái trận đặc biệt mà anh trực tiếp tham gia? Sau đó thì tôi tham gia tiếp một số trận nhỏ lẻ thì không nói, nhưng mà đến năm 70 sau đó là tôi được điều xuống đại đội 1. Tôi xuống đại đội 1 là lý do thế này: sau khi tôi đi cái trận đó, đi cái trận mà đánh cái với anh Oanh hôm đó, thì tôi lại đi một cái trận khác, nhưng mà không phải đi đầu nữa, mà đi một cái trận khác, đánh cái trận ấy, không biết là Chư Dệt cái gì đấy, một cái trận nhỏ. Thì tôi bị thương, tôi viện 3 tháng. Xong về thì anh Oanh bố trí tôi vào thông tin. Đấy các đồng chí ạ, bố trí tôi về thông tin của tiểu đoàn 7. Thế nhưng trong lúc tôi về thông tin, đấy, học hay quá, vì là nhưng nó lại có vấn đề như thế này. Tôi học thôi hết lớp 7 phổ thông thôi, nhưng mà tôi lại học một cái lớp nữa là lớp 8 bổ túc. Thì trong cái lý lịch tôi có ghi là lớp 8. Đấy, mà đã lính thông tin thì phần lớn lính trinh sát thông tin của tiểu đoàn là phần lớn người ta lấy từ cấp 3 trở lên. Đấy, thì do tôi ghi là tôi học lớp 8, vì tôi học một năm bổ túc văn hóa lớp 8 của xã là xong rồi. Thì tôi trong cái đó, vậy thì không biết lúc bây giờ là anh Oanh hoặc ai đó thì bố trí tôi bảo thôi bây giờ Hòa yếu sức khỏe rồi thì về thông tin. Thì tôi về hay quá. Thế nhưng nói một cái câu chuyện ở đây để Hải Yến và các đồng chí thì chắc thông cảm với tôi rồi. Khi về thông tin thì chúng tôi đi tập huấn tức là mật mã đấy, 21202 báo cáo đề nghị đấy, Oanh Tạc cái là Hà Bắc gọi Hà Nội trả lời đấy. Đấy, thì nó như thế, thì nó lại như thế này, do đói quá, nói thật công chí, do đói quá. Thì có một đêm tôi đi ăn cắp rau mới sắn. Thế thì đi ăn cắp rau là ăn cắp của, xác định là không dám ăn cắp của dân, đói nước không ăn cắp của dân. Đấy, mặc dù lương sắn của dân cũng rất gần đấy, cách độ khoảng 2 tiếng chúng tôi biết, nhưng tôi lại ra ăn cắp rau và sắn của cái đơn vị tăng gia trung đoàn. Đấy, thế thì không may cho tôi là là anh em tăng gia đấy họ bắt được, họ giao tôi về trung đoàn, họ giao về tiểu đoàn 7. Đấy, trung đoàn ở đây lính của anh Yên Tắc này. Đấy, nó một cái mốc dơ như thế, nhưng mà cũng phải nói lên để các đồng chí thấy rằng lúc đó đói lắm, lúc đó về tập huấn ở cái bờ suối đói lắm, đói không thể tả được, không học được vì đói, bụng phồn cao, thanh niên khỏe như thế này, toàn thanh niên khỏe mà ăn có một lạng gạo để học thì công chí bảo học làm sao được. Đấy thì muốn nói lên là cái người lính Tây Nguyên lúc bây giờ quá đói và giết đấy đồng chí, bởi vì quần áo không có. Quần áo tôi có một bộ quân đội, còn một bộ quân đội, còn một bộ là phải mặc áo bà ba, cho nên là đói và rét. Về tập huấn như này chỉ dám mặc quần áo bà ba thôi, còn cái bộ đội đấy là để dành ở trong ba lô, khi nào tác chiến để thì mặc để cho nó đỡ lẫn với con ngụy. Đấy, báo cáo đồng chí. Vậy thì kết luận là lính Tây Nguyên đói và rét. Và tôi phải đi ăn cắp như thế cho đồng đội ăn. Thế thì sau cái vụ ấy thì về tiểu đoàn cho tôi xuống đại đội với mức là chiến sĩ, chứ nếu như bình thường là phải là tiểu đội trưởng, nhưng mà do chắc là do người ta cho là tôi điên khắc như thế thì họ cho xuống là chiến sĩ của đại đội 1. Mà sau đó tôi lại tiếp tục đi chiến đấu thì năm 74 thì tôi được đi đánh Đắc Pét cùng với cái đại đội 1. Thì cái tiểu đội tôi lúc bây giờ có khoảng 8-9 người. Trong đó tôi còn nhớ là có đồng chí Ngọc Khói. Đồng chí Ngọc Khói thì sau này đi Campuchia là lên cán bộ đại đội trưởng. Thì nghe tin đâu là chết ở Campuchia. Đấy, đồng chí Ngọc Khói, người Vĩnh Tường, Vĩnh Phú. Còn đồng chí Thịnh quê Hà Bắc, tỉnh Hà Bắc rồi, huyện thôn Đan Sổ, thôn Đan Thổ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, Hà Bắc. Đây còn được cái Thịnh là 2 và một số người nữa là 2 cái tiểu đội. Một tiểu đội này như chúng tôi chia làm 2 tổ, mỗi tổ 4 người thì làm với đội dương công. Đấy, tức là làm nhận nhiệm vụ. Đại đội ông ấy phân công là rõ là tiểu đội các đồng chí là tôi chọn 8 hay 9 đồng chí vào làm cái tổ dương công, tức là bắn lên để lộ mục tiêu, cho thu hút hỏa lực địch từ trên đỉnh đồi của Đắc Pét, nó bắn tập trung về phía ta, tập trung về phía chúng tôi, để cho đơn vị phía sau, phía cạnh, phía tạt sườn đánh lên. Đấy, cái nhiệm vụ của chúng tôi. Thì cái nhiệm vụ này chúng tôi nghĩ là thôi thế này thì chết, nói thật công chí. Cho đến bây giờ mà nói, tôi với thằng Thịnh, người Hà Bắc, thế và một số thằng nữa chúng tôi quên mất tên rồi, đại đa số là quân Vĩnh Phú mới vào trận đầu, mà chỉ có tôi với Thịnh là lính cũ. Đấy, với Ngọc là lính cũ, thì Ngọc chết rồi, còn thằng Thịnh thì hiện nay là sau khi đó thì Thịnh về cũng chuyển ngành cùng với tôi và về làm đâu trưởng ban thanh tra huyện ủy của Thuận Thành, rồi bây giờ đang nghỉ hưu tại Thuận Thành, thì thỉnh thoảng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Nhưng mà đấy tôi muốn nói cái trận Đắc Pét này chúng tôi đi xác định sẽ chết, bởi vì làm tổ dương công. Thế thì cũng rất hay, chúng tôi cũng rất may mà sau khi đánh xong chúng tôi mới nhận định là cái thằng tác chiến nó bố trí hay thật. Tức là cái tổ dương công của chúng tôi thì chúng tôi hành quân cả một đêm như thế, đêm vào Đắc Pét. Là tôi nhớ hôm 16 tháng 5 năm 74, mưa rả rích từ bắt đầu khi từ ở kiềm chiến đấu ra thì đi khoảng 4 tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng tôi đi cả đêm đến gần sáng mới đến chỗ tập kết, đến chỗ đào hầm. Thế thì trinh sát của tiểu đoàn với trung đoàn là nó giao chúng tôi thì nó lại giao vào một cái hõm đồi, vào một cái hõm dưới chân đồi của Đắc Pét. Đấy, thì chúng tôi được lệnh là đào hầm và có một đồng chí giải dây hữu tuyến đi theo chúng tôi, nhưng mà chưa được mở máy đâu. Thế thì vào đấy là các anh trinh sát, các anh lệnh cho là các anh phải bố trí đào hầm xong và lên phía trước mặt tức là đồi địch rồi, là đồi địch tôi nhớ là toàn cỏ tranh thôi, thì các anh phải lên đó. Mìn chúng tôi đã mìn của địch là chúng tôi dò rồi chứ không có mìn, các anh lên đó giá hết các giá mìn DH10 rồi là Claymore mà các anh đã mang trong người thì các anh giá hết lên đấy và đợi lệnh. Thế thì chúng tôi làm như vậy, chúng tôi đào rất nhanh, bởi vì cái hõm mà cái hõm các anh hình dung là chúng tôi vào cái hõm rất sâu. Đấy, Thế thì hôm sau mới bố trí, mới thấy là thằng tác chiến trung đoàn nó bố trí và cấp trên nó đã tính cho mình rất hay. Cái họp mà. Cho nên là chúng tôi lên giá miền xong rồi đợi lại thằng Hữu Tuyến nó bảo chuẩn bị đến giờ rồi, khoảng lúc giờ khoảng 5 giờ sáng nó bảo chuẩn bị bấm mìn. Thế là tất cả chúng tôi bấm mìn xong nó lệnh là tất cả có vũ khí gì, trong tay có súng đạn gì thì bắn hết, bắn chỉ thiên cũng được, phải yêu cầu bắn hết cơ số, xong nằm tại chỗ rồi đơn vị ra đón sau. Đấy nó lệnh tôi như thế, chúng tôi làm theo lệnh. Thế thì sau khi chúng tôi đã làm theo lệnh xong, giá mìn bắn xong thì trên đỉnh đồi thằng địch nó bắn xuống như mưa, cứ toát trên đầu chúng tôi. Nhưng mà rất may là đấy, tôi vẫn đã nói ở trên là cái thằng tác chiến nó bố trí tuyệt vời hay, đạn cứ qua đầu chúng tôi và xuống cái hẻm núi, hẻm núi phía dưới, thì ra nó đã tính là cái hẻm đó là nằm ở phía tà âm, còn mày bắn là mày bắn toàn phía trên này xuống đấy, còn mày lém như đạn ra thì chưa tới, bởi vì cách khoảng độ 300 mét, báo cáo công chí, cách khoảng 300 mét thì lựu đạn chưa bắn tới, còn các loại súng thì hỏa lực rồi bộ binh thì đạn nhọn rồi vân vân rồi cối là mày cẩu câu là cứ xuống dưới chân chúng ta. Thì chúng tôi cứ thấy lổ lót toát ở dưới kia mà chúng tôi nằm dưới hầm cứ kinh ở chỗ như thế này, bảo mẹ thế này sang mai mà không hoàn thành thì nó xuống nó bắt sống. Thế thì cũng rất may là cái trận đấy ta đánh rất thắng lợi rất lớn. Thì sau khi khoảng độ 9 giờ thì chúng tôi được đồng chí liên lạc đại đội là dẫn ra theo cái cửa mở mà của đại đội đã tấn công lên đấy. Thế thì lên trên đó là đã thấy đại đội tảo trừ xong rồi thì bắt sống đại đội tôi, lúc lên đại đội 1 là mà của tiểu đoàn 7 của trung đoàn 66 là mũi chủ công đấy, đánh cái Đắc Pét là chúng tôi là chủ công, trung đoàn 66 là chủ công, một cái tiểu đoàn 7 chúng tôi là chủ công. Vì lên cái chúng tôi đánh vào trung tâm thì cái đại đội 1 nó lại bắt sống được cái tay Võ Ngọc Dy và toàn bộ ban chỉ huy tiểu đoàn. Thế thì khi tôi lên đấy thì đã gặp chúng nó ở đại đội rồi, nó đang ngồi, chúng tôi anh em chúng tôi đang giữ ở đại đội, thì lúc bây giờ anh nào giữ chúng tôi không nhớ, nhưng mà tôi nhớ là có một thằng nó nói là có một tiểu đoàn trưởng với toàn bộ ban chỉ huy tiểu đoàn đấy. Thế thì sau đó là chính tôi và một số đồng chí là đưa Võ Ngọc Dy và toàn bộ tiểu đoàn lên cho tiểu đoàn để tiểu đoàn gặp, để đồng chí để thế thì chúng tôi đưa một quãng lên tiểu đoàn. Thì vào cái thì anh chính trị viên tiểu đoàn bây giờ chúng tôi không biết, vì chiến sĩ cũng không biết, thì anh có hỏi là anh tên là gì thì Võ Ngọc Dy nó khai là thưa là nó nói là Thưa, chứ nó không nói là thưa là Võ Ngọc Dy tiểu đoàn trưởng, nó nói tiếng miền Nam hay lắm, tôi là Võ Ngọc Dy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 95 biệt động quân bị bắt tại Đắc Pét. Thế thì sau đó chúng tôi vẫn ngồi đấy, anh đưa cái loa điện động cho nó và đưa cái thu âm cho nó, và mày nói vào trong băng này rồi ta sẽ cho phát loa. Thế nó có nói này: tôi thiếu tá Võ Ngọc Dy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 95 hay bao nhiêu tôi không nhớ đó, bị sau một trận pháo kích thương nhưng vô cùng chính xác của quân giải phóng, tôi và toàn bộ ban chỉ huy tiểu đoàn bị bắt làm tù binh, lai được đối xử tử tế, lai tôi yêu cầu anh em chiến sĩ binh sĩ còn thất lạc và chạy ra rừng, lay hãy mau chóng ra đầu hàng quân giải phóng sẽ được đối xử tử tế. Đấy, bởi vì như thế này, bởi vì sau đó mà thằng Võ Ngọc Dy nó chưa lên cái câu này thì cái A37 nó lém trúng đội hình đại đội 1 chúng tôi, thì cái đại đội 2 ở cạnh, vì lúc là tôi ở cái tiểu đội bên cạnh mà, thì cái trung đội 2 bị trúng 3 quả bom đấy, thì chết mất gần của trung đội công chí đấy, nó khổ thế. Thế nhưng mà sau cái thu băng của Võ Ngọc Dy như thế thì Võ Ngọc Dy nó lại điện về Sài Gòn đấy, tiểu đoàn trưởng mới cho nó, tiểu đoàn trưởng là chủ của chúng tôi đấy, mới cho nó điện về Sài Gòn hoặc nó điện ở đâu đó thì không biết, nhưng có điện có chuyện của nó điện, nó ý nói là hiện nay quân giải phóng và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa hãy còn chen lẫn ở trong rừng, cho nên xin các ngài không được lém bom xuống nữa, chết cả những binh sĩ Việt Nam Sài Gòn. Đấy, thì từ lúc đó chúng tôi mới được hòa bình ở Đắc Pét. Đấy, nó báo cáo với đồng chí thế. Và cái đấy đến hôm đó khi thắng lợi xong chúng tôi nhìn lên mình thấy là cái việc tác chiến trong quân đội nói chung, tác chiến của trung đoàn 66 chúng tôi người ta làm rất hay. Đấy, người ta làm rất hay. Mà lúc đó chúng tôi càng tin tưởng cấp trên, để cho những trận sau chúng tôi khi mà đã có tác chiến nó bố trí thì mình cứ thế làm. Đấy, tôi nói đồng chí thế. Thế chỉ có điều đáng tiếc là vào cái Đắc Pét thì phải lội qua một cái ngầm suối. Thì ngay đêm hôm đó là cái đồng chí Hoạt, chúng tôi gọi là anh Hoạt, làm cái ngầm để cho xe tăng sang. Thì làm là một cái tư thế bí mật, nhưng mà do sơ suất như thế nào đó thì thằng địch ở trên đồi Đắc Pét nó thấy, nó kích cối ra, thì anh Hoạt hy sinh ngay tại chỗ, lúc đó luôn. Và sau này chúng tôi lấy cái tên đó gọi là ngầm anh Hoạt. Và cái ngầm đó là anh Hoạt cũng hoàn thành thì lúc đó anh mới hy sinh. Vậy thì xe tăng sang một cách là rất là thoải mái, rất là hợp lý. Chứ nếu không có cái ngầm đó mà trèo qua cái suối sâu như thế, thằng địch nó đã bố trí như thế thì lên quả là việc khó. Đấy, nhưng phải nói là đồng chí Hoạt hy sinh, nhưng đồng chí đã là hoàn thành một nhiệm vụ là làm được cái ngầm để cho xe tăng tấn công phía cửa mở của đại đội 1 chúng tôi. Thế thì tôi không được mở cửa đại đội 1, tôi không được mở cửa, nhưng tôi chỉ làm với đại đội nhiệm vụ là dương công thôi. Đấy thì tôi còn nhớ là chỉ còn tôi với đồng chí Thịnh là tôi nhớ. Đấy, đồng chí Ngọc thì tôi nhớ, còn khoảng bộ 7-8 đồng chí nữa thì bây giờ qua thời gian lâu cũng quên nhớ cái tên. Nhưng những anh em này chủ yếu mới vào là chiến sĩ mà quê ở vùng Vĩnh Phú. Đấy. Thế đấy là cái trận thứ 3, thứ 4 gì đó tôi được chứng kiến, nhưng đánh lớn thì đây mới là trận thứ 2. Thế còn một cái trận nữa sau khi đó thì sau khi năm 74 về thì này tôi lại nói đồng chí như này, tôi lại nói ngược lại một tí nhé, là năm 73 thì nói thật công chí, trước năm 73 tác chiến phần lớn là mình tác chiến xong chạy. Nói như thế thì các đồng chí cựu chiến binh thông cảm với tôi, là không phải chúng ta yếu, mà không phải chúng ta không dám đánh địch, nhưng mà đánh để mà giữ là việc khó. Thế nhưng lúc bây giờ tôi còn nhớ khoảng tháng 9 năm 73 thì cái phái đoàn ông Đinh Đức Thiện và ông Tô Hữu vào thăm chiến trường Tây Nguyên. Thì lúc đó chúng tôi là tiểu đội trưởng, các đồng chí tiểu đội trưởng lên tập huấn, nhưng lúc bây giờ tôi còn ở trên tiểu đoàn được lên tập huấn. Và xem văn công của quân khu Việt Bắc vào biểu diễn, thì người ta biểu diễn ở trong một cái hầm lớn, thì cứ mỗi đại đội vào xem một lần xong rồi ra. Nhưng lúc bây giờ thì B3, mặt trận B3 có ra một câu hỏi là các đồng chí về đơn vị xem, hỏi xem, tìm hiểu xem là tại sao mình đánh vừa rồi không thắng lớn. Đấy, có ai trả lời được thì lên miền để trả lời cho. Thế chúng tôi về học tập chỉnh huấn chỉnh quân khoảng một tuần, thì trên miền nó cũng đưa xuống là có một đồng chí chiến sĩ đã tìm được câu hỏi này, tức là gì? Tại sao ta không đánh thắng lớn trong thời gian vừa qua? Tại vì ta thiếu xe tăng và thiếu pháo lớn. Đấy, mỗi câu hỏi, mỗi kết luận như thế thôi. Thế thì trả lời của các của miền là gì? Thì lần này các đồng chí sẽ được tăng cường xe tăng và pháo lớn, đáp ứng được gạo lo, xe tăng có, pháo lớn có, và hành quân có thể bằng cơ giới. Thì đấy, công chí yên tâm là cái lần này sẽ bộ sẽ đáp ứng và miền sẽ đáp ứng cái việc đó. Thì chúng tôi nói thật công chí, quân lúc bây giờ phấn khởi lắm, tập quân xong là ca hát phấn khởi lắm. Thế thì vào khoảng đầu năm 75 thì tôi nghĩ đây cũng là cái chiến lược của cấp trên. Chúng tôi lại được học lên xe, lên đội hình sắp xếp lên xe gác như thế nào, xe zin thế nào, rồi là đội hình tiểu đội kết hợp với tăng thì phải nhảy như thế nào. Thì chúng tôi đắp những cái xe tăng giả xong chúng tôi tập. Thì đây là chỉ đạo cấp trên. Chỉ đạo lúc bây giờ chúng tôi chưa hiểu, tôi bảo học thế này là cái gì. Thế nhưng mà phải nói đấy, cấp trên người ta đã chỉ đạo từ lúc bây giờ. Thì chúng tôi hàng ngoài học kỹ diễn thuật ra hàng ngày rồi. Đấy. Thế thì cũng nói thêm với đồng chí nhé, là người lính mà cũng nói thêm. Ở đây người lính chúng ta thì các đồng chí nắm được rồi, nhưng phải nói thêm với các cháu thế hệ bây giờ. Bảo ôi giời, các bác đi chiến đấu về thì chỉ chơi với nó đi, nhưng không phải đâu. Còn bao nhiêu vấn đề công tác, còn tải đạn dược trên vai, còn súng đạn trên vai, còn đi phát lương làm rẫy để trồng sắn, trồng mì, trồng gạo để ăn. Thế rồi còn bao nhiêu công tác tải đà pháo, tải cối. Lúc bây giờ kể cả dân cũng phải vận dụng người ta đi hùi thêm đạn cối cho mình, nhưng chỉ cho họ hùi ở phía ngoài thôi, chứ khi đã vào đến đơn vị rồi thì họ không có. Vậy thì chủ yếu súng đạn vũ khí nằm trên lưng người lính, rất khổ các bạn trẻ. Đấy, nó tôi muốn nói như thế, tôi muốn nói với các bạn thế. Thế thì khi mà năm 73 chúng tôi được học tập như thế, thì đùng cái là được phổ biến. Là lần này chúng ta đi thắng lớn, đi đánh lớn, mà lần này là sẽ được trang bị đầy đủ vũ khí, các cái gì thiếu thốn các đồng chí được đáp ứng. Xe tăng có, pháo lớn có, và lương thực đầy đủ, các đồng chí đánh lớn. Thế thì đùng một cái là chúng tôi khoảng độ hôm mới là mùng 1 Tết thì chúng tôi được lệnh hành quân từ chỗ cứ ở đấy, ra đường quãng độ hai ngày đường. Thế mà đi như thế thì không phải đào hầm nữa, bởi vì đi từ sáng đến chiều tối nghỉ thì thôi, gọi là đào tạm qua la xong là ăn lương khô. Đấy, mùng 1 Tết đấy nhé các đồng chí nha, Tết năm 75 đấy là ăn lương khô. Tôi còn nhớ là tôi đào hầm làm cạnh đồng chí Thịnh đấy, vẫn đồng chí Thịnh, vì hai thằng chúng tôi to béo giống nhau mà vào đợt cùng giống nhau. Thế thì hai thằng có ăn lương khô, bảo nghĩ bảo khổ quá mẹ, thế này không biết là đi đâu mà sao thế này, đi đánh nhau thì đi đánh mẹ đi chứ thế này thì khổ quá. Đấy, thế thì đi khoảng một ngày đường nữa thì ra gặp một cái đường lớn, ô tô đã chờ sẵn ở đấy rồi. Đấy, thì lần lượt là chúng tôi lên xe, thế cứ vừa đi vừa nghỉ, và đi làm và nghỉ ngơi cho đến thế nào đến đúng đêm mùng 9 tháng 3, thì chúng tôi đến một địa điểm, thì lính tráng chúng tôi cũng chẳng biết là địa điểm nào, vậy mỗi một xe là 25 đồng chí, xong là bạt phủ kín thế này, thế mà đi mấy ngày đường. Thì hôm là đúng đêm mùng 9 tháng 3. Thế mà có một vấn đề tôi nói với này các bạn trẻ như thế này, mà các cựu chiến binh chúng tôi lắm rồi, có 10 chi tiết như thế này. Do ngồi ở trên xe lâu quá thì nói thật là tôi buồn đi vệ sinh, buồn đi giải ấy. Thế thì đi khoảng độ 2 tiếng đồng hồ thì lái xe có dừng, chúng tôi nhảy xuống để đi giải. Thì khi tôi nhảy xuống thì tôi phụp một cái, bột đất nó ngập đến qua đầu gối tôi, vào hết các cái ống quần. Thế tôi thoáng trên đầu tôi nghĩ, ôi rồi, tôi mới nói với mấy anh em rồi, ôi rồi chúng mày ơi, mẹ thế này chứng tỏ quân mình đi nhiều quá, bởi vì bùn đất nó ngập đến trên đầu gối chân rồi, không rút lên được cơ mà. Đấy, thế thì chúng tôi mới nghĩ bụng thế này lực lượng mình đi nhiều đây mà kéo đánh lớn đây chúng mày. Đấy, chúng tôi nói với nhau như thế. Thế thì quả nhiên là đêm mùng 9 tháng 3 thì quãng chiều thì chúng tôi dừng ở một khu vực rừng cây xăng nẻ. Thế và chúng tôi hành quân quãng độ 2 tiếng nữa thì đến gặp rừng cà phê. Thì chúng tôi được lệnh là tạm nghỉ ở đấy, và đến đêm khoảng độ 9 giờ đêm thì chúng tôi được hành quân, là trận này bắt đầu vào đánh. Lúc đó mới biết là mình đánh Đức Lập. Thế Đức Lập thì sau này chúng tôi mới biết là Đức Lập nó cách thị xã Buôn Mê Thuật khoảng độ 50 cây. Đấy. Và cái vị trí này là nó có một thiết đoàn xe tăng, một thiết đoàn xe bọc thép và nhiều bảo an dân vệ. Đấy thì chúng tôi không nắm được, vì là người chiến sĩ thì chúng tôi cũng chỉ nắm được sơ thế thôi. Thế thì khi đến đánh Đức Lập ấy thì lúc đó thì có một vấn đề này, vì bên này chúng tôi là ở rừng và cái Đức Lập nó ở bên kia là cách một con đường nhựa. Thế thì phải đợi đêm đến, thì như thế này, thì phải nói là cái tổ chức của chúng tôi lúc bây giờ, tổ chức của quân đội, của quân giải phóng là làm rất hay. Chúng tôi bây giờ càng nghĩ lại chúng tôi càng thấy hay. Thế là hành quân như thế mà dân bên này ngụy nó vẫn cứ đi đường nhựa, thì mình làm thế nào mà qua được? Đấy, các đồng chí mà các bạn bảo làm nào mà qua được, khi đường của người ta, đường vẫn của người ta chứ có phải của chúng tôi đâu, chúng tôi vẫn phải ẩn náu. Thế thì tôi nghe đâu là quân đội hay đơn vị chúng tôi là nó tổ chức, tức là cách chỗ chúng tôi vượt phía bắc là khoảng hơn 100 mét, phía nam hơn 100 mét, thì nó đóng giả, người ta nói là đóng giả hai cái trung đội ngụy, đóng giả hai đầu, dân đi đến đấy ai cũng dừng lại quay trở về, còn đây lực lượng quốc gia đang làm nhiệm vụ. Thế là chúng tôi cứ thế yên chí vượt qua, chạy qua đường để sang bên kia, rồi đi khoảng độ nửa tiếng nữa thì vào đúng vị trí đào hầm để hôm sau tấn công lên cái chốt Đức Lập. Thế thì cái chốt Đức Lập thì chúng tôi được phổ biến là cái chốt rất quan trọng, vì đây nó là cái cửa ngõ mà đi xuống Tây Linh cũng đi được, mà về Buôn Mê Thuật cũng đi được, mà lên Cung Pung cũng đi được. Đấy. Thế cho nên cái trận đánh này rất then chốt, mà đại đội ta được vinh dự giao cái chốt này. Thì cái đại đội 1 chúng tôi sẽ được giao cái chốt này. Còn cái thê đội 2 là cái đại đội khác cùng tiểu đoàn. Như tôi nghĩ hôm đó tôi được biết là hầu như phải dùng 2 thê đội. Tức là nếu đại đội 1 tôi không mới thắng thì ông dùng 2 thê đội ông đánh tiếp và quyết là tiêu diệt cái Đức Lập này bằng được. Đấy. Thì cái ý cấp trên là như thế. Thì tôi được biết là chúng tôi là đơn vị trực tiếp đánh, và còn 2 cái thê đội bên cạnh chúng tôi là cũng sẵn sàng tiền nhập vào cái phía đằng sau chúng tôi. Khi mà không hoàn thành thì 2 cái thê đội nên họ đánh quyết sẽ tiêu diệt, dứt khoát phải lấy được Đức Lập. Đấy, nó như thế, thì quyết tâm như thế. Thế thì khi đánh Đức Lập thì nó xảy ra như này. Khi đánh Đức Lập thì khi chúng tôi hành quân vào để đào hầm, lúc đó xong thì khoảng chồng từng độ 3 đến 4 giờ sáng để đào xong. Thế thì trên đồn nó cũng chưa phát hiện được, nó chỉ bắn pháo sáng nên định kỳ vu vơ thôi, làm cho chúng tôi cũng thấy rõ đường để đào hầm. Mà đào hầm mà chúng tôi đào lúc bây giờ quanh Đức Lập là cái đồi cà phê, cho chúng tôi đào hầm ở cái rừng cà phê đó, ở cái đồi cà phê đó. Thế thì khoảng 3 rưỡi 4 giờ thì cũng bị lộ là dân vệ, mới để nói thật là nhân dân ở đấy nó có các cái nhà chung quanh dãy cà phê nó biết, thì cứ AR-15 nó bắn ra xong nó chửi đù mẹ về cổng đến xâm lăng. Nói câu này thì nó hơi phản cảm một tí, nhưng mà đấy cái sự thực tế đồng chí ạ. Mà tôi cũng đấy, cũng tôi với thằng Thịnh, thì tôi với Thịnh là 2 cái thằng mà vào cùng nhau, mà hay đi với nhau, cho nên đào hầm cũng ngay đời nằm cạnh nhau. Tôi với Thịnh hỏi mẹ thế này, mai mà không đánh thắng nó ra nó bắt sống hết về cổng. Đấy. Cứ AR-15 nó bắt ra mà xong nó chửi. Thế thì rất hay với chúng tôi là khoảng độ còn độ hơn tiếng nữa, lúc bây giờ khoảng hơn 5 giờ thì pháo cấp trên nó bắn. Thế thì chúng tôi rất mừng ở chỗ như thế này, được phổ biến này, chúng tôi được phổ biến mà chính cái phổ biến này làm mà sau này thằng Ngụy nó cũng kinh. Chúng tôi được phổ biến ngay nội bộ đã kinh rồi, là trận này chúng ta đi đánh là có loại vũ khí mới của Nga Xô, không biết vũ khí gì, đấy, bắn hủy diệt, cho nên công chí cứ yên chí sẽ thắng lớn. Thế thì chúng tôi yên tâm quá rồi, bởi vì nghe trên cứ xẹt, không có tiếng người ba, mà bắn cứ buộc vào quận Đức Lập. Chúng tôi không biết vũ khí gì nữa, mà chỉ biết là vũ khí của mang Nga Xô loại mới, không chí ạ. Thế thì mình tin tưởng đó. Nhưng mà sau này cũng thấy nói là cái thằng Ngụy nó kinh cái vũ khí mới của Nga Xô này đó. Thế nhưng thực ra mà nói bây giờ lại đến bây giờ nói thưa các đồng chí là cái trung đoàn 40 của mình, cái trung đoàn pháo 40 lúc đó là đồng chí Tam Vinh làm trung đoàn trưởng, gọi anh Tam Vinh trung đoàn trưởng. Anh ấy toàn dùng cái chiến thuật là pháo trên đồi cao và bắn thẳng, mà toàn pháo của mình pháo 37 bắn máy bay, rồi là 14 ly 5, rồi pháo 100 lòng dài của mình là pháo bình thường có gì đâu, nhưng mà dùng cái chiến thuật bắn thẳng, cho nên là chính nội bộ chúng tôi cũng không biết là vũ khí gì nữa. Chứ nếu là pháo 40, pháo của trung đoàn 40 mà pháo mặt đất thì phải nghe tiếng đề ba cắt một cái xong cái bằng này không nghe, thế cứ thế bằng là tụp một cái là vào đội hình luôn. Thế cho nên tin tưởng lắm, ở đây vũ khí của Nga Xô rồi, tôi cứ yên chí mai trung phong chẳng còn gì nữa. Thế thì sau khi khoảng hơn 1 giờ thì cái pháo của trung đoàn 40 nó bắn lên như thế, thì chúng tôi chuẩn bị được lệnh trung phong. Thế này nói thêm các đồng chí như này, trong chiến đấu chúng tôi gần như thành một cái quy ước với nhau là trận này đi đầu là cấp phó. Vậy thì cái đội hình là đồng chí Giới, tôi nhớ đồng chí Giới lúc này đại đội phó phải đi đầu. Đấy, cho đồng chí Giới lúc đó là ở trên tôi, cách tôi khoảng độ 15 mét, như ở cách trách phía tay trái, còn tôi thì đã thoát đi cái hầm chỗ đào rồi và tiến lên chỗ chuẩn bị lên đấy rồi, thì xuất hiện là cái hàng rào của ta là mở cái trung đội 1 mở cửa, hoặc là pháo bắn nó lại còn 2 cái hàng rào bùng nhùng, cho nên chúng tôi không vào được, mà cũng không vào được bởi vì có một cái khẩu đại liên nó ở trong lô cốt, nó bắn chéo vào đồng chí đại đội phó, đồng chí Giới. Tôi nhớ đồng chí Giới người Nghệ An, mà bây giờ chúng tôi tìm chưa thấy đồng chí, tìm đồng chí Giới khó quá. Sau này cũng được biết là đồng chí cũng đâu cũng đại tá về hưu ở đâu cái khu vực cầu Bến Thủy đấy, nhưng mà nhiều lần là có một số đồng chí vào để tìm nhưng không thấy. Thì có một cái khẩu đại nên nó cứ bắn chéo ra phía đồng chí Giới, đồng chí Giới không lên được. Thế thì đùng một cái, tôi cũng đã áp sát chân hàng rào rồi, đùng một cái thì không có một cái đồng chí chiến sĩ hay là pháo của ta bắn thì toang luôn cái hàng rào đó. Thì lộ nguyên hình cái 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 robot mà thằng địch bắn chéo về phía đồng chí Giới ra. Nhưng phía tôi là tôi ở dưới cái hòm cà phê cho nên nó cũng không phát hiện được, nó không bắn. Thế thì không lên được. Thế mà đùng cái may là tôi nghe thấy hai tiếng nổ, tôi nghĩ là pháo có trên bắn, bục 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 một cái, xong một tí là bục bắn. Thì cái hầm của cái thằng Đài Liên đó im bặt, và cái hầm tôi thấy khói, tôi thấy cái bụi zoom như thế này thì anh Giới mà Hoa lên đi, anh quát thì có Hoa lên đi. Đấy thì và anh ấy giật khẩu pháo xanh, là tức là thật cửa mở thông. Thế là tôi thấy anh Giới nói thế thì tôi vội vàng tôi ập lên cái lô cốt đầu cầu mà nó đã bị pháo cấp trên hoặc là đồng chí nào bắn là tôi không biết, nhưng mà là còn mũi lùm thế thì tôi lên thì bụi mì một cả. Vì phải nhanh, nếu mà chậm là chết, chậm nó hồi hộp này nó bắn chết. Cho nên lúc đó phải nhanh như cắt, nó thật còn chứ lúc đó phải nhanh, rất nhanh. Thế thì tôi lên đó, trong nháy mắt thì tôi thấy năm cái tăng nó ra. Thế nhưng mà cái rất hay là như thế này, cũng lại phải nói thêm cái tác chiến này. Cái thằng tác chiến nó bố trí rất hay, là 5 cái tăng nó ra, nó ở trước mặt chúng tôi như là một hàng ngang. Đấy, thì hàng dọc nó lại hướng về phía cổng doanh trại của nó thôi. Đấy, thế và cái thằng địch ở cái Đức Lập này đấy, là thấy người ta nói là đánh lần này lần thứ mấy, trước đây các đơn vị đánh nhưng không nổi, cho nên thằng địch nó giấu hầm, nó giấu tăng ở dưới hầm, gần như hầm ngầm, tức là nó chỉ để ở mỗi tháp pháo hoặc nó ở một tí cái bánh xích của nó trên. Thế thì 5 cái tăng nó lừng lững nó ra như thế, nhưng nó đi trước mặt chúng tôi làm một hàng ngang, còn với chúng nó là một hàng dọc ra phía cửa chính của nó để nó ra nó phản công chúng tôi. Thế thì trong nháy mắt tôi nghĩ ngay rồi, thôi chết rồi, mẹ chết rồi, cái 5 cái này mà nó ra mà không bắn nhanh nó lại chết. Mà 5 cái tăng nó ra nó nghiến đại đội tôi thì chắc là như cám hết. Thế tôi dùng súng ra rất nhanh, thế khẩu súng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, mà trước khi đó là tôi đã các cái yếu lĩnh bắn cái B41. Thế thì tôi lại nói đồng chí này, khi xuống đại 1 thì tôi lại được giao cái khẩu B41 đó, còn một đồng chí một đại đội thì lại nói thêm với đồng chí này, một đại đội thì bao giờ cũng bố trí hỏa lực, thì tôi ở cái tiểu đội hỏa lực đó thì đồng chí Toản người Vĩnh Phú, tiểu đội trưởng, giữ cái khẩu cối 861 cùng với đồng chí Nghĩa và một đồng chí nào đó là giữ khẩu cối. Nhưng mà nói thật các đồng chí cũng chưa kịp bắn, bởi vì các đồng chí còn phía dưới, mới chỉ có anh Giới đại đội phó lên cùng tôi và còn một số đồng chí nữa láo nháo đằng sau tôi thì tôi chỉ không nhớ được, nhưng mà sau này mới biết được. Thì nên như thế, tôi thấy loáng thế thì tôi nhanh như cắt, tôi nghĩ trong đầu nhanh lắm, chắc là chỉ mấy giây thôi, tôi bảo thôi đó mẹ phải bắn nhanh nó chết. Thế thì khẩu B1 tôi giữ, khẩu B1 nguyên tắc là tiểu đội trưởng giữ một khẩu B1, còn tiểu đội trưởng giữ khẩu cối, còn tiểu đội phó là giữ khẩu B1. Đấy thì tôi giữ khẩu B1 và một đồng chí phục vụ cho thôi, tôi để đèo thêm một cơ số đạn nữa là đồng chí Trung người Vĩnh Tường. Đồng chí Trung sau này nói là đồng chí Trung, nhưng bây giờ tôi chưa nói. Thì đồng chí Trung đi sau tôi là gùi cái gùi đạn cho tôi. Thì nhanh như cắt tôi dâng khẩu súng lên, vì súng tôi đã chuẩn bị và lúc bây giờ là súng tôi còn nguyên kính con học, còn nguyên kính học. Thì tôi vừa mới đưa lên một cái thì tôi đưa cái đường ngắm của cái kính con học, tức cái đường parabol, tôi đưa vào đúng cái phần xích xe tăng còn nổi và dấu cộng vào đúng tháp pháo, tôi bóp cò ngay. Thế thì cũng rất may là tôi bóp cò cái thì nổi lên ngay. Thì ông Trung anh Hoa cháy rồi, tao bấm mẹ ơi, nằm xuống. À, thế thì thằng Trung nó cũng nằm xuống, vì là kinh nghiệm bắn xong là phải nằm xuống hoặc gì để không chứ. Thì nó cháy bùng, anh Hoa cháy rồi, mẹ mày nằm xuống. Đấy, tôi bảo đờ mẹ mày nằm xuống. Đấy, thế thằng Trung là nó cũng nằm xuống. Và thế thì sau khi đi bắn thì cũng nhanh như cắt là một đồng chí nữa bắn một phát cái thứ hai, mỗi cái đi cách nhau chắc khoảng độ, tôi nghĩ cách nhau khoảng độ 30 mét, 20-30 mét. Thì một thằng nữa bắn cái thứ hai, thì sau này tôi biết được thằng đấy, tôi ngoảnh lại thì tôi thấy là thằng Hà, đồng chí Hà người huyện Sóc Sơn, sau này lên tiểu đoàn trưởng, đi Campuchia tiểu đoàn trưởng. Và đời riêng đồng chí Hà thì cũng lại nói với đồng chí là sau đó về làm chủ nhiệm hợp tác xã, và sau đó đồng chí đi tù với cái tội là đánh điện để giữ lò gạch, giữ vườn cam thì con người ta vào nó chết. Thì đồng chí Hà sau này là tiểu đoàn trưởng về làm chủ nhiệm hợp tác xã. Đấy thì Hà bây giờ là đang sinh sống ở Sóc Sơn, nhưng mà theo con vào vào cái gì miền Nam mà chúng tôi mất số điện, không liên lạc với nó nữa. Đấy là cái thằng Hà, là cái thằng nó bắn cháy cái chai. Nhưng mà kể với đồng chí thì như thế thôi, nhưng mà cái tình huống nó xảy ra rất nhanh, tôi nghĩ chắc chỉ chưa đến 5 phút. Cái liền tôi nói là một đồng chí nó bắn cái thứ ba này chính là Chiến lùn, Chiến quân mới, lính mới vào. Nó không giữ, nó lùn bé bé nhưng mà phải giữ khẩu B40 đồng chí ạ. Tại độ có một khẩu B41 thì tôi giữ rồi, còn thằng Hà là giữ khẩu B20, thằng Chiến giữ khẩu B40. Thì phát thằng tay nó bắn cháy cái thứ ba luôn. Thế thì trong 5-6 cái mà 3 cái bắn cháy rồi, còn 2 cái tôi nghĩ sau này tôi nghĩ là còn 2 cái nó thằng Ngụy nó sợ quá, nó chuồn. Vì 3 cái một chiếu cháy đằng trước rồi, còn 2 cái ở phía sau thì tôi nghĩ là khả năng nó chuồn, nhưng mà nó chuồn ở cái xe tăng của Ngụy ấy, nó có một cái điểm là như thế này, nó có một cái lỗ thoát hiểm ở dưới lòng ấy. Của ta không có cái đó, của ta lính T54 và T76 không có đó, nhưng của thằng Ngụy là nó bố trí một cái lỗ thoát hiểm ở dưới bụng xe, thì khi cần là đấy là người lái xe là xuống đấy và đồng thời chuồn ra ngoài. Thì mấy thằng này lố nhố ra, thì thằng nhanh như cắt, thằng Đào Văn Chắc người xã Y Can Yên Bái, và thằng Nguyễn Văn Thưa người Mê Linh Vĩnh Phú gì đấy, 2 thằng lên bắt sống 2 cái thằng đó đấy. Thì đấy là cái diễn biến đấy, bởi vì thằng Nguyễn nó ra rồi mới bắt sống được. Chứ trong cái, thế tôi này nói công chí này, trong cái hồi ký của đồng chí Hồ Đệ mà sư đoàn trưởng sư đoàn 10 nói về trận Đức Lập thì đồng chí nói chi tiết này là khi bộ binh ra sông lên thì có một chiếc tăng ra bịt cửa mở, thì đồng chí Đào Văn Chắc bắn chết mấy thằng Ngụy trên nóc xe tăng rồi lên bắt sống, cái đó là sai. Bởi vì tôi nói các đồng chí như thế này em có lý này, khi pháo bắn như mưa như thế thì thằng tăng nào, thằng Ngụy nào dám trèo lên tá pháo mà ra, tất cả nó còn im phăng phắc hết. Khi chúng tôi lên nó mới bắt đầu nó lợi dụng thời cơ pháo ngừng rồi nó mới ra, nó bịt cửa mở. Cho nên cái chi tiết mà đồng chí Hồ Đệ sau này không biết lấy ở đâu, bởi vì sau đó tôi thấy mấy cái tài liệu nói về trận Đức Lập, mấy cái tài liệu đồng chí sau đó tôi lên báo Quân đội Nhân dân thì tôi gặp với đồng chí Lê Hải Triều, trước đây là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8, có viết về cái trận đánh Đức Lập. Thì lại nói là đồng chí Nguyễn Minh Nập người Vĩnh Phú lên bắn cháy cái xe tăng đầu, nhưng không phải, bởi vì đại đội tôi là đại đội 1 thì mới tấn công lên cái hướng ấy, còn đồng chí Nguyễn Minh Nập là người của K8 là lên cái hướng đằng kia, mà đồng chí bắn cháy là bắn cháy mấy cái xe bọc thép đấy, xe bọc thép. Thế bởi vì như thế này nhé, xe bọc thép thì nó khác, mà xe tăng nó khác, mà đồng chí Nguyễn Minh Nập không ở đại đội 1 của K7, cho nên là nói đồng chí Nguyễn Minh Nập cũng là sai. Vậy thì mấy chi tiết chúng tôi nói đều sai. Vậy thì sau những cái 5 tháng thôi thì anh em mình cũng nói với các đồng chí cựu chiến binh ở đây là chúng ta sau những 5 tháng chiến tranh chúng ta về đời thường cũng bận bị của mưu sinh cuộc sống, cho nên cũng không để ý cái việc đó. Thế nhưng những năm gần đây thì mình mới thấy là những cái việc làm của anh em mình mà lịch sử, mình là người làm nên lịch sử, không dám tự hào, nhưng mà mình là người làm nhân chứng lịch sử mà nó sai sự thật. Nên thì nói thật các đồng chí, tôi không thấy và các đồng chí thế đều là cựu chiến binh, hay nói hơi quá một tí, hơi tự hào một tí là mình là người có công, là cựu chiến binh, mà mình đọc những dòng cái sai thì mình thấy nó lương tâm không đồng ý, không cho phép cái việc đó. Thì vậy thì cái thế hệ trẻ nó lại hiểu sai đi. Đấy. Thế thì tại sao tôi nói đồng chí, sau khi mà những cái 5 tháng về thì tôi gần đây tôi có tìm lại cái cuốn tôi lên báo Quân đội Nhân dân, thì anh Lê Hải Triều nhà báo Quân đội Nhân dân anh có cho tôi một cái cuốn nói về tóm tắt các cái trận đánh của sư 10 viết lại, thì trong đó đầy đủ tên các cái tên các chiến sĩ. Thì tôi có một dòng, mỗi người có một dòng ở đấy, là có Đào Văn Chắc người xã Y Can Yên Bái, thì Y Can Yên Bái nó xa quá tôi không lên được, thì tôi có điện lên xã Y Can thì gặp chúng cái em đồng chí Chắc là chủ tịch xã Y Can, có nói là anh Chắc về cũng có nói cái việc các anh chiến đấu rồi bắt sống xe tăng như thế, nhưng mà anh ấy vào rừng nằm củi rồi chết mất rồi. Đấy là đồng chí Đào Văn Chắc như thế. Thế còn đồng chí Thưa thì tôi nghe tin là vẫn sống ở Mê Linh, Vĩnh Phú, mà tới đây tôi sẽ lập lại cái đội đấy, tôi sẽ đi thăm lần lượt các đồng chí như thế. Còn đồng chí nghe tin các cái đồng chí mà cùng chiến đấu với tôi trận đấy thì cũng còn sống. Thế tôi lại nói thêm với đồng chí này, tháng 3 vừa rồi, tức là tháng 3 năm 2023, thì tôi mới có dịp đi giao lưu một cái cuộc gặp mặt của Trung đoàn 66 tại số ở Phú Di, Hà Nội đấy. Thì tôi có đến, thì hôm ấy tôi có lên phát biểu về một số trận đánh, như trong đó tôi nhớ đặc biệt cái trận đánh Đức Lập. Thì tôi vừa phát biểu xong là cái trận đánh Đức Lập mà chúng tôi đánh, đại đội 1 chúng tôi đánh, mà trung đội chúng tôi đánh, có một số các đồng chí những người này đánh, thì có hai chiến sĩ của chúng tôi nó lên mà ô thế thì anh là anh Hòa đúng không? Anh bắn cháy xe tăng, mà đúng rồi. Đấy, thì chúng tôi mới nhận ra nhau sau 50 năm. Và nếu anh không nói về trận đấy thì chúng em không nhận ra anh nữa. Và tao cũng không nhận chúng mày nữa. Nhưng mà bây giờ thôi, hồi ký lại thế này thì anh em mình lại nhận ra nhau rồi.